Kính chào toàn thể mọi người đã trở lại với kênh của mình. Ở video này mình xin chia sẻ tới tất cả mọi người tác phẩm Khế chua giáng trực rất là già lua. Cây tại nhà vườn Ngọc Ninh, Dân Tiến, Khói Châu, Hưng Yên. Số điện thoại 0966 103 6666, 0925 452 999. Trước khi đi vào chi tiết cái cây khế này thì mọi người hãy cho mình một like, chia sẻ, đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ kênh của mình. Sau đây thì mình sẽ quay cận cảnh cái phần đế gốc cây cho tất cả mọi người cùng xem. Cây có cái bộ rễ khá là xù xì và rất là già luôn. Đây, mọi người có thể nhìn những cây rễ khá là hoàn thiện và khá là già nhé. Đấy, mình sẽ đo cái đường kính chiều ngang tổng thể cho mọi người dễ hiểu này. Cây này nó có đường kính khoảng 80 cm, 90. Thân rất là xù xì, dáng trực. Rất là đẹp. Tay cành thì đã là hoàn thiện. Giật rụt rất là đẹp. Đó, cây được trồng trong một cái chiếc chậu vuông 1m5 x 1m5. Đó, khá lớn. Sau đây mình đi vòng quanh gốc cho tất cả mọi người xem cái phần gốc của nó này. Đó, phần gốc của nó này khá là lớn này. Ở phía trong này mình thấy có một cái viên gì như là cái viên ngọc này. Đấy, rất là đẹp. Đây là phía sau cái gốc cây của nó này. Cây rất là già và cổ này. Đó, mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới nhà vườn để xin báo giá cây khế này. Cây đang có mặt tại triển lãm sinh vật cảnh huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đây là cái phần tán của nó bên trên. Đây là một cây khế chua nha mọi người. Đơn vị Hưng Yên đã đưa cái tác phẩm khế chua này về đến dự hội sinh vật cảnh của thành phố Hải Phòng năm nay. Mình xin quay cái phía bên tay trái của mặt tiền của cây cho tất cả mọi người cùng xem. Rất là đẹp. Cây có chiều cao tổng thể khoảng 2,5m. Đó, cây có vành gốc khoảng tầm 60 cm. Cây có vành đế khoảng tầm 2,5m. Khá là to. Rất tuyệt vời. Những cái tay cành của nó vươn ra, tay bông, nhìn trông như những đám mây nơ nửng trên bầu trời. Khá là đẹp, kết hợp với lại những cái bộ rễ già và khủng, có những cái đường đi rất là lắt léo, khá là bể vệ. Những cái u cục ở gốc cây nó khá là già lua, xù xì, thể hiện cái sự trường thọ của cây. Ngoài một số tác phẩm đẹp như cây khế tháng trực này thì bên cạnh đây cũng có một cái tác phẩm nữa, là cái tác phẩm ruối cổ thụ. Đây là một cái cây ruối cổ thụ có tay bông đã hoàn thiện, đến từ huyện Vĩnh Bảo, đơn vị sinh vật cảnh của huyện Vĩnh Bảo đã trưng bày cây ruối này tại hội chợ An Dương, thành phố Hải Phòng năm 2022. Đó, mọi người có thể nhìn cái tay bông của nó khá là đẹp, cực kỳ là hoàn thiện. Cây này có chiều cao tổng thể khoảng 4,5m. Cây có vành gốc khoảng 200, hơn 200. Được trồng trong một cái chiếc chậu vuông này khoảng 2m x 2,5m. Có hai cây tử ở phía hai bên. Đó, mọi người có thể nhìn cái tay cành của cái cây ruối này một lần nữa. Mình sẽ đi gần đến cái thông tin của chủ sở hữu cái cây này cho tất cả mọi người xem. Đây là tên tác phẩm cây ruối này. Có trực dáng tùng này. Chủ nhân là Phạm Như Hoàng, địa chỉ Vĩnh Bảo. Số điện thoại liên lạc là 0916588454. Mọi người có thể liên lạc đến số điện thoại này
để liên hệ với chủ nhân. Mình xin đọc lại số điện thoại 091 6588 454. Đó, mọi người có thể quan sát lại cái cây dúi này một lần nữa. Sau đây thì mình sẽ review cận cảnh cái bộ gốc cây me này cho tất cả mọi người xem. Cây me này có chiều cao tổng thể là khoảng 1,3 m, cây có tán ngang là 1,1 m, cây có vành gốc 40 cm. Đó, đây là cái biển tên của cây me này. Đây là cây me dáng trực của Nguyễn Văn Trung, đơn vị Hải Phòng, 0913 385 346. Đó. Mọi người có nhu cầu liên hệ đến liên hệ với cây me này thì hãy gặp anh Trung qua số điện thoại. Đó. Cây me này thì theo đánh giá quan điểm của mình thì khá là già, tay tán thì cũng khá là hoàn thiện rồi. Đó. Đang rất là xanh và nhiều lộc. Khá là đẹp nha mọi người. Cây được đang trồng trong cái chiếc phồm rộng khoảng 1,2 m. Đó. Tương lai thì cây sẽ ra khá là nhiều quả, nhưng hiện tại thì chưa thấy có quả đâu. Mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem cái phần gốc của nó này. 378. Đó, khá là đẹp. Mình sẽ đi về phía bên này cho mọi người xem ở cái phía bên tay trái của mặt tiền của cây. Đó. Những cái tay cành của nó đã khá là hoàn thiện và già. Mình sẽ quay cái cành của nó cho mọi người xem này. Đó, đây là những cái cành đã hoàn thiện của cây. Con số cuối cùng 435 là cuối cùng ạ. Những cái tay cành này. Anh chuyển hai chân vào đây. Rồi, tiếp theo thứ tự đã đảm bảo. Mời điểm 2 trên tổ thứ 8 ta về hai bên nhau. Chúng ta hãy xem cái bể rễ của nó một lần nữa. Đó, cái thân cây nó đang quấn lắc lượn sang một bên. Sau đó lên phía trên này thì những cái tay cành của nó đã buông ra xa và thả rơi xuống phía dưới. Đây là những cái cành rơi của nó này, mọi người xem này. Khá là đẹp. Đó, tay cành khá là ok và hoàn thiện. Đối với cây me này thì mình đánh giá là nó thuộc dạng cỡ tầm trung. Đó. Lượt thi đấu top 10 lần thứ nhất diễn ra trong vòng khá lớn, tầm trung, nhưng mà đối với me tầm trung như này là cũng là lập khá lớn rồi. Me thì rất ít những cái tác phẩm lớn, không như là lộc vừng và khế hay là một số các loại cây khác. 432 đang chuẩn bị. Ok, như vậy là vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ tới tất cả mọi người một cái tác phẩm là cây me dáng trực tại Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hải Phòng, triển lãm tại huyện Lạc Dương. Mọi người có nhu cầu mua cây me hay là giao lưu cùng chủ nhân, hãy liên hệ đến số điện thoại 0913 385 346 gặp anh Nguyễn Văn Trung. Đó. Và video này thì mình xin chuẩn bị dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau.